tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công bố 117 trang còn lại trên tổng số 160 trang cáo trạng của vụ án. Trong ngày xét xử thứ hai, an ninh vẫn được thắt chặt từ nhiều vòng. Phiên tòa sáng nay tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát với phần hành vi vi phạm tội của các cựu cán bộ ngân hàng SCB, phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cáo trạng xác định, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 bị cáo trốn truy nã, thì 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Trong đó, rất nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động người nhà nộp tiền hoặc tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Cơ quan chức năng xác định trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại 498.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các tài sản đã bị kê biên trong quá trình điều tra, các bị cáo đã khắc phục hơn 1.580 tỷ đồng, 8,6 triệu đô la Mỹ và 10,2 triệu cổ phần SCB. Phiên tòa xét xử vụ án này kéo dài nên chiều tối qua, hội đồng xét xử cũng đã phát đi thông tin trong quá trình tham gia phiên tòa. Các bị cáo nếu lúc nào không đảm bảo sức khỏe thì thông báo cho hội đồng xét xử hoặc thông qua luật sư gửi bằng văn bản, gửi ý kiến đến hội đồng xét xử xem xét để giải quyết theo yêu cầu của pháp luật. Sáng nay ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP HCM xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, 5 bị cáo trốn truy nã vì những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và những đơn vị liên quan. Chủ tọa là thẩm phán Phạm Lương Toản, tránh tòa hình sự Tòa án Nhân dân TP HCM. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM giữ quyền công tố. Ngoài số lượng bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến là hơn 2.500 người. Đây còn là vụ án có số lượng hồ sơ rất khủng với khoảng 1 triệu bút lục, 2.500 tập tài liệu đựng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn. Ghi nhận của phóng viên VTC tại tòa trong sáng nay. Gần 7 giờ sáng nay thì những bị cáo bị xét xử trong vụ án Vạn Thịnh Phát lần này đã được dẫn giải tới tòa. Ngoài hơn 80 bị cáo, 200 luật sư thì Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập hơn 2.400 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới tòa. Và để phục vụ cho việc xét xử thì Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã liên thông hai phòng xử án lớn. An ninh xung quanh khu vực tòa án và trong phiên tòa thì được thắt chặt. Những người tham gia phiên tòa thì đều không được mang laptop và điện thoại vào trong phòng. Trong vụ án lần này thì bà Trương Mỹ Lan bị xét xử với 3 tội danh, đó là tham ô tài sản, đưa hối lộ và tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng thì trong vòng 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022 thì bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước, lấy tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm trung tâm, sau đó chia thành 4 nhóm có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhóm tài chính gồm có Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt, Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú. Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh về khách sạn, nhà hàng, bất động sản, chẳng hạn như Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, nhóm công ty ma tại Việt Nam và nhóm mạng lưới công ty nước ngoài tại nhiều vùng lãnh thổ quốc gia là Thiên Đường Thuế. Bà Trương Mỹ Lan mặc dù không giữ chức vụ gì trong hệ thống của ngân hàng SCB, nhưng với việc nắm giữ 91,5% cổ phần thì trong suốt nhiều năm qua, bà Lan đã chi phối lũng đoạn toàn bộ hoạt động của ngân hàng này. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền là hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 1.284 khoản vay với dư nợ là 677.286 tỷ đồng. Các khoản vay này đều thuộc nợ nhóm 5 không có khả năng thu hồi và dư nợ gốc của nhóm bà Trương Mỹ Lan đã chiếm tới 93% tổng dư nợ các khoản vay tại ngân hàng SCB. Trong phiên xử sáng hôm nay thì hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian để thẩm tra lý lịch những bị cáo tham gia phiên tòa. Phiên tòa này sẽ kéo dài khoảng hơn 50 ngày và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 4. Và đây mới chỉ là giai đoạn 1 của vụ án và bị hại được xác định là ngân hàng SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan thì sẽ tiếp tục hầu tòa với tư cách là người bị hại trong một vụ án khác liên quan tới hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Trí đối với 42.000 nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát và SCB sẽ được giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án.
Kính thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan và 84 bị cáo. Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử liên quan sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần 2 tháng, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham mô tài sản. Những bị cáo còn lại gồm 45 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị truy tố về một trong các tội: tham mô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Có 5 người là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh hiện bỏ trốn. Hiện các bị cáo đã được di lý từ các trại giam vào trại giam T17, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Việt Khánh, sinh năm 1983, trú tại số 66/2, đường Ngô Quyền, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Khánh đã quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội, đăng tải, chia sẻ, phát tán các bài viết, video clip, hình ảnh bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền. Quá trình xác minh, cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ các bài viết, video clip, hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội là do Hoàng Việt Khánh làm ra, đăng tải, chia sẻ, phát tán, có nội dung được giám định, sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo tình hình thực tế, đả kích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, hành vi phạm tội của Hoàng Việt Khánh xảy ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận, cần phải xử lý hình sự để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị, thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận đơn trình báo người dân về việc bị lừa số tiền từ vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng phương thức đầu tư tài chính dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp nhưng biến tướng. Hình thức phổ biến nhất là lôi kéo tham gia đầu tư tiền ảo trên các sàn giao dịch. Hiện nay có tình trạng nhiều nhóm đối tượng trong nước lập ra các sàn, trang web đầu tư tài chính giả mạo sàn quốc tế hoặc thậm chí tự cho ra đời các loại tiền ảo để lôi kéo nhà đầu tư, dẫn đến nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là rất cao. Theo cơ quan công an, một số dấu hiệu cụ thể để nhà đầu tư nhận biết được hình thức lừa đảo như các đối tượng thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên telesale gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo, Telegram. Sau khi nhà đầu tư tham gia vào các nhóm, các đối tượng sẽ nhắn tin, gọi điện để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính cũng như mua bán tiền ảo, tiền mã hóa nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.